Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Việt Nam TV. Thưa quý vị và các bạn, theo trang web Fly Global, Không quân Mỹ vừa hé lộ một kế hoạch nâng cấp toàn bộ phi đội máy bay ném bom tầm xa B-52H với nhiều thay đổi mới. Để thực hiện kế hoạch nâng cấp này, Không quân Mỹ sẵn sàng mua hơn 600 động cơ mới dành cho B-52H để đảm bảo những máy bay này có thể hoạt động đến sau năm 2050. Trong danh sách các bên dự thầu có nhà sản xuất động cơ máy bay Pratt & Whitney, tập đoàn Rolls-Royce, cũng như là tập đoàn General Electric. Không quân Mỹ muốn cho các động cơ mới của B-52H phải hoạt động ít tiếng ồn hơn và có giá thành rẻ hơn. Những yêu cầu chính vẫn là hiệu suất sử dụng nhiên liệu. Động cơ mới không nhất thiết phải mạnh hơn là TF-33, bởi TF-33 có thể tạo ra lực đẩy ưu việt 7.711 kg. Thay vào đó thì họ muốn đạt được hiệu suất sử dụng nhiên liệu lớn hơn. Đặc biệt, động cơ mới phải gia tăng phạm vi hoạt động của B-52H thêm 20-40%, từ mức là 14.000 km lên đến 19.827 km. Với yêu cầu này, B-52H sau khi nâng cấp thì có thể bay đến bất kỳ vị trí nào trên trái đất. Cùng với việc trang bị động cơ mới, B-52H đang tiếp nhận màn hình LCD, máy tính và bộ kết nối liên lạc mới. Những trang bị mới được kết hợp với một radar quét mảng pha điện tử chủ động, cho phép nó phát hiện thêm nhiều mục tiêu hơn trên biển và trên đất liền với những khoảng cách xa hơn. Kết quả là máy bay này có thể thu thập thêm nhiều dữ liệu từ các lực lượng của đối phương và gửi đến các trạm chỉ huy thông qua các liên kết. Về mặt vũ khí, B-52H sẽ mang được rất nhiều vũ khí hơn, đặc biệt là dòng tên lửa hành trình tầm xa mang đầu đạn hạt nhân LASO hoặc tên lửa hành trình được trang bị vũ khí tiêu chuẩn. Giới quân sự Mỹ tin rằng, để hoàn thành gói nâng cấp mới cho pháo đài bay B-52H, số tiền mà Không quân Mỹ phải bỏ ra sẽ không hề nhỏ. Nhưng chi tiền nhiều không hẳn sẽ mang lại hiệu quả như mong muốn, bởi chính giới quân sự Mỹ từng nhiều lần thừa nhận B-52H đang mất dần lợi thế trước đối phương. Trong số 744 chiếc được chế tạo từ trước đến nay, thì hiện chỉ còn 76 chiếc B-52H thì vẫn đang được sử dụng, nhưng chúng không còn khả năng vượt qua hệ thống phòng không hiện đại của người Nga. Tuy nhiên, chúng sẽ vẫn phải làm nhiệm vụ trong Không quân Mỹ cho đến sau năm 2050, sau khi mà hoàn thành gói nâng cấp mới. Như vậy, máy bay ném bom tàng hình B-2 là loại vũ khí duy nhất có thể xâm nhập và đánh bom tầm xa mà Mỹ đang có. Vốn là loại phi cơ đắt tiền, Không quân Mỹ chỉ có 20 chiếc và đã từng bị tổn thất khi mà một phi cơ B-2 bị rơi trong một tai nạn gần đảo Guam. Lực lượng này chỉ có thể điều động một số lượng giới hạn B-2 và việc mất một phi cơ sẽ làm giảm khả năng chiến đấu một cách đáng kể. Số liệu từ Cục Nghiên cứu Quốc hội Mỹ CIS cho biết rằng hiện nay thì chỉ còn 16 chiếc B-2 được coi là đủ khả năng tham chiến. Trong số này, khoảng 9 chiếc có thể sẵn sàng được điều động. Con số này còn tiếp tục giảm khi tính cả những chiếc được sử dụng dành cho mục đích huấn luyện. Và thực tế, một sĩ quan cấp cao của Không quân Mỹ cho biết số máy bay B-2 thực sự có thể sử dụng thì chỉ có 6 chiếc, số còn lại đều được lưu kho để bảo dưỡng. Với những thực tế đáng lo ngại như hiện nay, thì việc Mỹ dùng cả B-2 và B-52H cũng khó có thể vượt qua được lưới lửa phòng không của Nga. Do đó, việc Mỹ tiếp tục đổ thêm tiền nâng cấp B-52H có thể được coi là một hành động lãng phí nhưng khó mang lại hiệu quả. Những lo lắng của chuyên gia Mỹ không phải là không có cơ sở, bởi sức mạnh từ những hệ thống phòng thủ của Nga đã đạt được những tầm cao mới. Và mới đây thì quân đội Nga lại đang âm thầm thử nghiệm một loại tên lửa chống vệ tinh trang bị cho tiêm kích đánh chặn tầm xa MiG-31. Các nhà thiết kế và quân đội Nga đang tiến hành thử nghiệm một tên lửa nội địa độc đáo. Đây rõ ràng là một trong những phát triển bí mật nhất. Tên lửa được thiết kế để phá hủy tàu vũ trụ tại độ cao vài trăm km. Hiện tại, không có một quốc gia nào trên thế giới có một loại vũ khí như vậy. Theo nhận định ban đầu, tên lửa này có thể là phiên bản hiện đại hóa của hệ thống tên lửa hàng không KH-47M2 Kinza, nhưng nó được gọi bằng cái tên là Burevestnik, cho dù không có liên quan gì đến tên lửa hành trình sử dụng động cơ hạt nhân. Vào cuối tháng trước, nhà phân tích Henrik đã viết một bài báo đáng chú ý. Trong đó ông tập hợp các sự kiện và thông tin xuất hiện trước đó, bao gồm hình ảnh, hợp đồng chính phủ và dữ liệu thử nghiệm. Chuyên gia quân sự đi đến kết luận rằng người Nga đang phát triển một tổ hợp chống vệ tinh như là một phần của dự án Burevestnik. Vũ khí này sẽ loại bỏ mục tiêu là vệ tinh mà không cần mang theo đầu đạn. Loại tên lửa này sau khi phóng sẽ cơ động theo hướng mục tiêu trong quỹ đạo thấp của hành tinh
và vô hiệu hóa chúng. Bằng chứng của Heinrich rất thuyết phục. Khi quan sát một bức ảnh xuất hiện vào tháng 9 năm trước, ông ta nhận thấy một điều gì đó bất thường khi quan sát các hoạt động của Viện Nghiên cứu chuyến bay Kromos tại Zhukovsky. Sự chú ý của vị chuyên gia này tập trung vào máy bay chiến đấu MiG-31BM với một tên lửa màu đen khổng lồ treo lơ lửng dưới thân. Những bức ảnh sau đó được đăng tải công khai đã khiến cho các nhà quan sát cảm thấy rất bối rối. Tên lửa rõ ràng quá lớn để trở thành vũ khí không đối không hoặc không đối đất. Tuy nhiên, nó có kích thước phù hợp để trở thành sát thủ diệt vệ tinh. Một phân tích từ các nguồn công khai của Nga khiến cho người ta nghi ngờ rằng MiG-31BM và tên lửa là một phần của dự án chống vệ tinh có tên gọi là Burevestnik, báo cáo của tạp chí National Interest đã cho biết. Cần làm rõ thêm rằng sự xuất hiện của các tên lửa có kích thước màu đen trong kho vũ khí của máy bay chiến đấu MiG-31 khác xa so với lần đầu tiên xuất hiện. Đặc biệt, trước đây người ta cho rằng nó có thể là một phiên bản nâng cấp của tên lửa KH-47M2. Hiện tại, mức độ thông tin chưa được cung cấp rộng rãi vì tính bí mật của dự án. Tuy nhiên rõ ràng là quân đội Hoa Kỳ đang cảm thấy lo sợ viễn cảnh mà người Nga sẽ giành quyền kiểm soát hoàn toàn các vệ tinh không gian của mình. Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý của quân đội Nga đó là việc hơn 100 xe tăng T-90 của Nga đã cập cảng Syria. Qua một ngày trước, thì giới truyền thông biết rằng một con tàu vận tải đổ bộ của Hải quân Nga mang tên là Saratov đã cập cảng Tartus tại Syria. Căn cứ quân sự của Nga cung cấp một lượng lớn vũ khí khí tải trang thiết bị cho Cộng hòa Ả Rập. Ước tính, bên trong con tàu này có khoảng 150 xe tăng và các loại xe bọc thép khác nhau. Trong khi chúng ta không phải đang nói về xe quân sự từ thời Liên Xô, mà là về xe tăng T-90 hiện đại của người Nga. Điều này làm cho thấy, thực tế là Moscow có khả năng chấm dứt cuộc xung đột Syria. Theo nhà quan sát hàng hải Zoruk Isik, một tàu chở hàng dự án 197, NATO thì gọi là lớp Alligator của hạm đội Biển Đen, đã vượt qua eo biển Bosphorus, nối liền Biển Đen và Địa Trung Hải vào ngày 10 tháng 4. Bây giờ, sau gần một tháng, một bức ảnh về hàng hóa của Nga chở tới Syria đã được công bố và đăng tải trên các trang mạng xã hội. Trong ảnh, một số binh sĩ có thể được nhìn thấy tại bến tàu của cảng Tartus, trong khi mà hàng hóa đang chuẩn bị bốc dỡ. Sự xuất hiện của những chiếc xe bọc thép diễn ra một tháng sau khi mà không quân Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành một cuộc tấn công mạnh mẽ tại tỉnh Idlib, khiến cho một số binh sĩ Syria thiệt mạng và phá hủy nhiều phương tiện, trong đó bao gồm cả xe tăng và xe bọc thép chở quân. Hãng thông tấn Al-Mas Daniel đã đưa tin. Trang thông tin tiếng Ả Rập lưu ý rằng ít nhất 150 đơn vị xe bọc thép đã ở trên tàu vận tải của Nga và chủ yếu chúng ta đang nói về xe tăng T-90. Phương tiện đã chứng tỏ khả năng của bản thân trong cuộc chiến chống lại khủng bố tại các tỉnh Idlib và Aleppo của Syria. Theo ghi nhận, trong phần lớn các trường hợp, những hệ thống tên lửa chống tăng phục vụ cho các chiến binh nổi dậy thì không gây ra thiệt hại đáng kể nào dành cho xe tăng T-90 trên chiến trường. Với sự có mặt của xe tăng T-90, quân đội chính phủ Syria sẽ có thêm nhiều mũi đột phá mạnh để nhanh chóng dứt điểm những vị trí cố thủ của phiến quân tại địa bàn hai tỉnh Idlib và Aleppo. Bên cạnh đó, còn có nhận định cho rằng trong chuyến hàng kể trên có cả những chiếc T-14 Armata được đưa sang để thử nghiệm. Một thông tin rất được quan tâm trong ngày đó là việc CNN dẫn thông báo của Hải quân Mỹ cho biết ba tàu khu trục hạm Donald Cook, Potter và Roosevelt cùng với khinh hạm của Hải quân Anh là SMS Scan đã được triển khai tới biển Barents vào ngày 4 tháng 5 nhằm khẳng định tự do hàng hải và thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đồng minh. Theo trang CNN, đây là lần đầu tiên trong vòng 3 thập niên qua tàu chiến Mỹ mới lại hoạt động tại biển Barents. Biển Barents là một phần của Bắc Băng Dương, tiếp giáp với Nga và Na Uy. Hải quân Mỹ cho biết đã thông báo với Nga về kế hoạch triển khai tàu chiến nói trên nhằm tránh những hiểu lầm, giảm thiểu rủi ro và ngăn chặn căng thẳng vô tình leo thang. Tờ The Moscow Times dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết hải quân nước này đang theo dõi hoạt động của nhóm tàu chiến nói trên tại biển Barents. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.